Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 2, bài 12, bảng nhân 9, bảng chia 9, vở bài tập môn toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học kem nhé. Bây giờ thì mời kem mở sách của chúng mình ra. Trang số 33 nào. Rồi, chúng mình sẽ đến với bài số 1 này. Tôi hỏi điền cái số nào. Như vậy ở đây chúng ta có này, 9 này, 18 này. Như vậy thì những bài toán dạng này quá dễ, quen thuộc rồi. Số trước này cộng thêm mấy? 9 đơn vị. 9 cộng 9 sẽ là 10, 18. Vậy thì giờ chúng ta sẽ lấy 18 lại cộng thêm gì? 9, đúng không nào? 18 cộng 9 sẽ được là 2, 2, 17. Rồi, tương tự, 27 cộng 9 là 3, 36. Số tiếp theo là 36 cộng 9, đúng không nào? 36 cộng 9 sẽ là bao nhiêu? 40, 45. 45 cộng 9 là 5, 54. 54 cộng với 9 sẽ được 60 mấy? 63. 63 cộng 9 sẽ được mấy nhỉ? Này, 63 này, số tiếp theo chúng ta sẽ là 63 cộng 9. Bao nhiêu? 7. 70 mấy? 72. Và 72 cộng 9 là 8. 81. 81 cộng với 9 là 9 gì? 90. Mà tức là chúng ta sẽ thêm 9 đơn vị vào số liền sau. Rồi, ở đây thì chúng ta lại làm sao nhỉ? Làm sao đây? À đúng rồi, ngược lại, đúng không nào? Mình lại bớt đi 90 này, bớt đi 9 này thì sẽ được 8, 81 này. 81 này, các em lại bớt đi 9 này sẽ được 72. 72 này, bớt đi 9 này thì được bao nhiêu? À, 60, 63. 63 bớt 9 là 5, 54. 54 bớt đi 9 thì được 4, 45. 45 bớt 9 là 3, 6. 36 bớt 9 là 2, 7. 27 bớt 9 là 10, 18. 18 bớt 9 là còn 9. Xong nhá. Rồi, mình sẽ đến bài số 2. Người ta hỏi mình điền cái số nào. Như vậy ở đây, 81 chia 9 thì bằng mấy? À, bằng 9, đúng không nào? Giờ 9 nhân với 3 sẽ được 2, 2, 17. Dễ như ăn kẹo. Bài 3. Khoanh vào chữ đặt dưới hình tam giác, ghi phép tính có kết quả lớn hơn 7 và lại phải sao? Bé hơn 10. Đó, tức là gì? Mình sẽ tính những cái phép tính ở đây này mà nó lớn hơn 7 này, nhưng mà nó lại sao? Bé hơn 10 này kìa. Đấy, vậy thì A hay B hay C hay D? Chúng ta viết ở đây nhá. 36 này, đây A này kìa. 36 chia 9 thì chúng ta tính được mấy đây? 4 này, đúng không nào? Câu B này, 9 nhân 2 10 mấy? 18. C này, 72 chia cho 9 thì được mấy? 8 này. Và D này, 63 chia cho 9 thì được mấy? Được mấy nhỉ? 7 hả? Được 7, đúng không nào? Đấy. Như vậy thì trong các số này, 4, 18, 8 và 7, em thấy này, 4 này không lớn hơn 7, đúng không nào? Đúng chưa nào? Nên là A này mình loại nhá. B này, 18 lớn hơn 7, nhưng 18 có nhỏ hơn 10 không? 18 lại lớn hơn 10, nên B này mình cũng loại này. C này, 8 này lớn hơn 7, và
8 này nhỏ hơn 10. Đó, nên vậy đây mình sẽ lấy này. Rồi, D này. 7 này có nhỏ hơn 7 không? Không. Như vậy chúng ta chỉ có mỗi một đáp án duy nhất ở đây là đáp án gì? C. Với kết quả là mấy? 8. Đấy, mình khoanh vào thôi. Xong. Bài 4. Có 27 bạn tập nhảy dây. Cô giáo đã chia đều các bạn thành 9 nhóm. Hỏi. Này, chúng ta thấy này, 27 bạn này chia thành 9 nhóm này. Đấy, vậy thì hỏi câu A này. Mỗi nhóm sẽ có mấy bạn? Quá dễ đúng không? Số bạn mỗi nhóm tập nhảy dây có là, được chưa? Đấy, như vậy mình sẽ lấy bao nhiêu? 27 chia cho 9 bằng mấy? 3. 3 này 3 gì? 3 bạn. Rồi, sang câu B nhé. Hai nhóm tập nhảy dây như vậy thì có bao nhiêu bạn? Mỗi nhóm thì có 3 bạn. Vậy thì hai nhóm thì mình làm sao? À, nhân lên 2. Đấy, được chưa? Như vậy mình sẽ trả lời số bạn mấy hai nhóm tập nhảy dây, số bạn hai nhóm tập nhảy dây như vậy có là, được chưa? 3 nhân 2 mấy? 6. 6 bạn. Rồi, và chúng mình ghi đáp số thôi. Đáp số này, câu A mấy bạn? 3 bạn. Rồi, câu gì? Câu B 6. 6 bạn. Xong chưa? Xong nhá. Sang bài số 5. Bài số 5. Tô màu đỏ vào hình. Hình tròn ghi phép tính có kết quả bé nhất. Màu đỏ này. Chú ý này, màu đỏ này thì sẽ kết quả là bé nhất này. Được chưa? Và màu xanh vào cái hình tròn phép tính kết quả là lớn nhất. Đấy, như vậy ở đây mình sẽ tính nó ra. Trong 4 cái phép tính ở các hình tròn này, 90 chia 9 thì là mấy? 10. 2 nhân 4 là mấy? 8. 9 nhân với 1 là 9. 54 chia cho 9 thì được 6. Như vậy giờ kem so này, 10, 8, 9 và 6. Ai bé nhất? À, như vậy số gì? 6 này. Bé nhất này. Bé nhất thì tô màu gì? Màu đỏ. Rồi, các em lấy màu đỏ ra. À, như vậy thầy sẽ tô cái màu này nhé. Thầy sẽ tô bằng màu. Màu này màu cam rồi. Rồi, nhớ đây là chúng ta tô màu đỏ cho nó nha. Rồi. Lớn nhất là số mấy đây? 10. Như vậy thì đây mình sẽ tô màu gì? Màu xanh. Đó. Dễ là như ăn kem thôi đúng không? Tô màu thì nhớ chúng ta cứ tô từ ngoài vào trong nhá. Rồi, và đến đây chúng mình đã hoàn thành được tiết số 2. Đừng quên chia sẻ kênh cũng như video này các em nhé.